Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Vietnam Innovator. Ngày hôm nay khách rất là đặc biệt, một anh người Đức, gốc Đức tuy nhiên là nói tiếng Việt, anh Oliver Massman, partner của Duan Morris. Xin chào anh Oliver. Chào em Miro. Anh Oliver có thể mọi người đã từng biết là năm 2016 đã xuất hiện và có một cái bài trình bày ở tại Quốc hội Việt Nam. Lúc đó là người duy nhất, đến bây giờ vẫn là người duy nhất là người nước ngoài đã trình bày ở tại Quốc hội Việt Nam, và đến bây giờ và có rất là nhiều các cái hợp tác với cả Quốc hội. Đúng rồi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ khai thác anh Oliver ở mấy góc độ. Là một là anh cũng là một trong những người có thể là nói là sống ở Việt Nam rất lâu năm và đã đến đây từ những năm mà chúng ta có thể là đang không còn nhớ lắm. Và sau đấy cũng có thể là xem một góc độ nhìn nhận của anh Oliver trong cái phát triển kinh tế Việt Nam như thế nào, và đồng thời là kể cả liên quan đến xã hội và liên quan đến con người. Anh Oliver, anh có thể chia sẻ là tại sao anh lại quyết định đến Việt Nam và hồi xưa mà anh đã đưa quyết định và sống ở Việt Nam không? Anh vẫn nhớ khi anh mới đến Hà Nội vào năm 1990, người Hà Nội vẫn còn rất nghèo. Và tất cả các công việc kinh doanh đều nhỏ lẻ, mọi người đều đi làm rất vất vả. Thế nhưng ngay từ lúc đó, người Việt Nam đã chào đón anh và đã luôn chào đón anh trong hơn 20 năm. Nếu mà anh so sánh cái Việt Nam hồi đó và Việt Nam bây giờ, thì anh đánh giá như thế nào? Trời ơi, cả hai thế giới khác nhau. Anh đến Việt Nam lần đầu tiên vào ngày mùng 6 tháng 6 năm 1990. Năm 90, Việt Nam là một quốc gia bị cô lập bởi lạnh mà cam vặn thương mại do Mỹ áp đặt, và có thể bị coi là một trong nước quốc gia nghèo nhất trên thế giới năm 90. Tính đến hiện tại, Việt Nam là quốc gia có thu nhập trung bình hiện tại, và là một trong những quốc gia hội nhập nhất và các hiệp định thương mại tự do hiện tại nhất từ trước đến nay. Việt Nam là một hình mẫu cho các nước đang phát triển. Chúng ta vừa nói đến cái gọi là ấn tượng của anh khi anh bước chân đến đất nước Việt Nam, nhưng mà tuy nhiên là trong cái công việc của anh là luật sư, là một người đại diện cho rất là nhiều các công ty nước ngoài khi mà bước chân đến Việt Nam, thì cũng coi Việt Nam là một cái thị trường đầu tư hoặc là một cái điểm đến để khi mà nói đến cái đầu tư. Thì anh, theo anh đánh giá thì Việt Nam đang đứng ở đâu nếu mà nói về đầu tư so sánh với cả khu vực? Việt Nam là một trong những quốc gia có mức độ mở cửa cạnh thị trường cao nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này sẽ góp phần đưa Việt Nam cho thành điểm đến đầu tư hàng đầu. Và đây không chỉ là ý kiến riêng của anh, cá nhân của anh, mà còn là nhận xét của các lãnh đạo chính phủ Hàn Quốc. Nếu mà chúng ta mà đang nói chuyện với cả một số các nhà đầu tư và họ đang quan tâm đến một số các cái thị trường khác nhau, mà nếu mà như anh là phải cố gắng thuyết phục họ để đến với thị trường Việt Nam, thì anh sẽ dùng 3 cái lý do gì để anh có thể thuyết phục người ta đầu tư vào Việt Nam? Thứ nhất, Việt Nam dẫn đầu về mức đó mở cửa tiếp cận thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức thương mại thế giới WTO. Thứ hai, người Việt Nam là những người có thủy duy thực thể nhất trên thế giới. Thứ ba, đó là sự căn cứ của người Việt Nam, nhưng yếu tố này sẽ giúp họ thành công mãi mãi trong tương lai. Sau khi mà đã đầu tư rồi, sau khi mà họ đã hoàn thiện xong những cái hồ sơ thủ tục, thì bắt đầu chuyển đến cái việc là cuộc sống cả người nước ngoài ở tại Việt Nam thì nó như thế nào? Mình có thể làm sao mà mình sống sót ở đây được? Liệu nó có đủ thân thiện hay không? Rồi là đủ có những cái môi trường, cái điều kiện, ví dụ như kiểu Singapore hay không? Cảm ơn em rất nhiều. Nhưng mà thành thật mà nói là anh không phải là người thích hợp để trả lời câu hỏi như vậy. Bây giờ anh rất thiên vị Việt Nam, và một nửa trong anh bây giờ đã là người Việt Nam. Đùa thôi. Về cơ bản, anh cảm thấy Việt Nam đậm chất châu Á hơn Singapore. Anh không muốn Việt Nam cho nên giống như Singapore, và người Việt Nam nên giữ vững bản sắc của mình trong tương lai.
người nước ngoài có thể cảm thấy khá thoải mái khi ở Việt Nam vì người Việt Nam rất thân thiện. Anh đến Việt Nam khi anh 23 tuổi và anh đã nhận rằng mình chỉ có thể sống tại Việt Nam bằng cách học tiếng Việt, bằng cách sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Việt Nam khiến anh cảm thấy mình được chào đón và cho anh cảm giác như đang ở nhà, my home country. Rất là cảm ơn chia sẻ của anh. Đúng là cũng là một người mà cũng hiếm có là khi mà đến đây học tiếng Việt, và thậm chí là anh có học mà gọi là học đại học. Tuy nhiên thì ngoài cái việc đó, anh cũng là một người luật sư, và cũng là trong một cái trường hợp rất là hiếm hoi là có giấy phép của luật sư tại Việt Nam và được phép thực hành luật ở Việt Nam. Nó rất là hiếm đối với cả người nước ngoài. Nhưng mà anh so sánh như thế nào, vì so sánh với cái thị trường Đức chẳng hạn, là Đức là có một thị trường luật pháp và cái khung luật pháp của nó có hàng trăm năm. Tuy nhiên Việt Nam thì lúc anh đến là năm 90 thì là nó là một cái đất nước khá là trẻ trong cái mảng luật pháp. Thì anh so sánh như thế nào so giữa hai nước này? Để định trình lại, anh là một luật sư người nước ngoài hành nghề tại Việt Nam. Chứ không phải là một luật sư Việt Nam. Việt Nam đã tiếp tục phạm luật của Đức ở một số khía cạnh. Tuy nhiên, có những thứ mà Đức cần 100 năm để đạt được, Việt Nam chỉ cần 30 năm. Một ví dụ đó là tiếp nhận của Quốc hội Đức về việc có nên áp dụng các cam kết song phương trong Hiệp định Thương mại Tự do Hoa Kỳ với EU về cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước ISDS. Một phương thức cho phép các nhà đầu tư đạt được mục đích chắc chắn nhất về mặt pháp lý cao nhất trong việc đầu tư trực tiếp, trong khi Quốc hội Đức không thông qua ISDS. Việt Nam đã thông qua ISDS trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EU-Việt Nam IPA. Chương trình Vietnam Innovator là nói về các cái đổi mới sáng tạo. Thì hiện nay thì là cũng có rất là nhiều các cái dự án đang cố gắng làm sao mà là đổi mới và hoặc là thay đổi cái lĩnh vực luật pháp. Thì không biết là anh có thể chia sẻ thêm ở góc độ của anh, thì hiện nay cái lĩnh vực luật pháp nó đang có những cái gì gọi là có thể gọi là đổi mới sáng tạo không? Anh hiểu em, anh hiểu câu hỏi này là về một phần về là ChatGPT, và anh không sử dụng ChatGPT. Và cũng chưa thường làm thử dùng ChatGPT chưa bao giờ. Khi nói về AI, Artificial Intelligence, nó không phải là thứ mà các luật sư có thể sử dụng hiệu quả và vẫn còn quá sớm cho việc này. Một ví dụ, tại Mỹ, một vài tháng trước, một luật sư 23 tuổi sử dụng ChatGPT để đệ trình lên tòa án. ChatGPT đã tự sáng tác ra các án lệ này. Trong vụ việc đó, các thẩm phán đã lên án việc này. ChatGPT trong tương lai có thể sẽ tạo ra thay đổi lớn, nhưng chưa phải lúc này. Sớm quá. Còn quá sớm. Tuy nhiên thì vẫn có một số các báo cáo, có một số các cái thông tin, bài báo nói về cái việc là một số các cái công việc hiện nay như kiểu là lập trình viên hoặc là luật sư sẽ bị thay đổi trong 5 năm tới. Anh đánh giá như nào về việc này? Rất hấp dẫn. Anh không đồng ý với quan điểm này và anh muốn giới thiệu đến mọi người một quyển sách với thừa đề bằng tiếng Anh là Humans Are Underrated. What high achievers know that brilliant machines never will. Quyển sách sẽ trả lời cho câu hỏi này. Con người chúng ta vẫn có thể thực hiện làm việc và tương tác với nhau ở mức đó mà máy móc không bao giờ không thể làm được. Xin bạn hãy tìm đọc nghe. Em sẽ đọc quyển này, em chưa nghe thấy quyển này nhưng mà đúng là sẽ là một cái lời để mở mắt. Vì hiện nay thì nếu mà nói về các cái bài báo, các cái phân tích rồi các cái dự báo thì họ đang đều nói là một số các cái công việc sẽ trở nên thừa và sẽ được
thay bởi các cái công nghệ mới. Đúng rồi. Hiện nay thì nếu mà anh cũng đã ở đây đâu đó khoảng gần 30 năm rồi, thì anh đang nhìn thấy cái bức tranh của Việt Nam trong let's say là có thể là 10 năm tới, thì anh nhìn Việt Nam đang như thế nào ở góc độ là thị trường, ở góc độ là cái nơi mà mình có thể chuyển đến để ở, hoặc là cái nơi để mình có thể sống? Việt Nam sẽ là một trong những lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư nước ngoài, các thị trường và các hiệp định thương mại tự do trong thập kỷ tới. Việt Nam sẽ là một trong những nơi thuận tiện để sinh sống bởi sự thân thiện và dễ thích nghi. Người Việt Nam chung sống rất hòa thuận với người nước ngoài và đối xử với người nước ngoài như chính gia đình của mình. Phụ nữ Việt Nam được trao quyền và ăn ngưỡng mộ quyền lực của những người phụ nữ Việt Nam vì chủ nghĩa xã hội ủng hộ cho nữ quyền tài Việt Nam. Đây là rất là quan trọng. Đây là một trong những lý do tại sao Việt Nam sẽ thành công trong thập kỷ tới. Bây giờ nói về personal hơn một tí thì ok, cá nhân, ok. Anh Oliver cũng là một người khi mà đến đây là 23 tuổi, hiện nay là có vợ là người Việt Nam. Thì anh, mọi người hay trêu, em cũng là người sinh ra và lớn lên ở bên châu Âu, ở bên Slovakia. Thì mọi người hay trêu là nếu mà lấy vợ thì tôi sẽ lấy vợ Việt Nam. Tại vì là người vợ Việt Nam sẽ biết chăm sóc chồng, sẽ biết chiều chồng, nấu ăn ngon. Anh đánh giá như thế nào về việc này? Phụ nữ Việt Nam theo văn hóa của phụ nữ và không muốn dòng đàn ông. Ở Đức, ví dụ, nếu em ở Đức 30 tuổi, em gặp một phụ nữ Đức, họ cạnh tranh về em, họ muốn hoạt động như là đàn ông. Ok, ok, hiểu. Cuộc sống bình thường, mình can theo cái role, mình can theo ai, đây là suy nghĩ riêng của anh bạn rồi. Ok, đây là không phải sự thật hay là gì. Vâng. Nhưng mà lúc đó anh sang Việt Nam làm chín muối, anh gặp phụ nữ Việt Nam, đây là lý do tại sao anh ở lại Việt Nam. Anh nói thẳng cho em. Phụ nữ Việt Nam có quyền, phụ nữ Việt Nam rất là mạnh mẽ. Và nếu ví dụ mình là chồng trung thủy, mình không làm lung tung. Phụ nữ Việt Nam luôn luôn đứng sau anh và bắt được giúp đỡ anh. Anh là người, thật ra là một người rất là hiếm, là người nước ngoài, tuy nhiên là nói tiếng Việt và hiểu tiếng Việt gần như là 100%. Nếu mà anh tưởng tượng là một người nước ngoài như anh nhưng mà không học tiếng Việt, không nói tiếng Việt, liệu có tồn tại hoặc là sống được ở thị trường Việt Nam không? Tất nhiên sống được. Nhưng mà nếu ví dụ em bị mù mắt, em vẫn sống được. Nhưng mà em bị mù mắt thì thôi. Em phải hiểu cái vấn đề cực kỳ quan trọng. Anh gặp rất nhiều bạn Đức và nó sống lâu ở đây, nhưng mà nó vẫn không hiểu rõ người Việt Nam và bản chất của người Việt Nam và văn hóa của người Việt Nam, lịch sử của người Việt Nam. Chưa, cái này không phải khác nhau trên các nước trên thế giới. Nếu em đi Đức, em muốn sống lâu ở Đức, em phải học tiếng Đức. Đúng rồi. Nguyên tắc giống nhau, chả có cái gì khác nhau. Nếu em, anh đi Việt Nam, anh muốn sống ở Việt Nam, anh muốn làm việc ở Việt Nam, anh phải học tiếng Việt bình thường. Một phần vì tốt cho anh, nhưng mà một phần vì anh cho người Việt Nam, nhân dân Việt Nam sự tôn trọng cho anh. Đây là cực kỳ quan trọng. Họ biết anh tôn trọng nước Việt Nam, họ biết anh tôn trọng người Việt Nam, họ sẽ làm rất thân thiện với anh. Nhưng mà đây là một nguyên tắc quốc tế, đây là không phải nguyên tắc phụ thuộc một nước. Em biết em đi Đức, em hiểu. Đúng rồi. Em chào anh, nói lập tức mình gặp hôm nay lần đầu tiên bằng tiếng Đức. Đúng. Tại đúng. Sao em làm như thế? Nói tiếng Đức, anh là người Đức, anh ở Việt Nam, anh phải nói tiếng Việt. Đúng là em công nhận cái việc em hỏi đây, tại vì là em đã từng sống bên Đức đấy, như anh cũng biết. Lúc đấy anh em mình gặp nhau là năm 2017, là hồi em mới chuyển sang Đức xong. Thì đúng ở bên Đức thì nó đa số mọi người sẽ expect hoặc là người ta sẽ mong muốn mình sẽ học tiếng Đức rất là nhanh. Em rất là nhớ là ở một cái nhà đó và hàng xóm cái ngày đầu tiên họ nói tiếng Anh với em. Nhưng mà sau một năm họ không nói tiếng Anh nữa, họ nói tiếng Đức.
và họ nói rằng là trong một năm là bạn đã phải biết nói tiếng Đức rồi, và để mà có thể integrate, gọi là sẽ phải gia nhập tốt hơn, phải đi nghe nhạc rồi là đi đọc chỗ này nghe chỗ kia. Đấy thì đấy là cái mindset, nghĩa là cái tư duy của người Đức. Thế nhưng mà đây là một lý do logic, rất là logic. Nhưng tiếng Việt, về viết thoải mái, không vấn đề gì cả. Nếu mình biết tiếng Pháp, mình đành giàu của tiếng Pháp thế thôi. Yeah, vì 400 năm trước một người Pháp đã giải tiếng, để làm cái tiếng Việt viết. Alexander the Rhodes nó giải người Việt Nam viết tiếng Việt, không phải Hàn Việt nữa. Cho nên cái ưu điểm cao mình có thể viết tiếng Việt bằng tiếng Latin. Cái này là ưu điểm rất là cao. Tôi học tiếng Việt nhanh hơn, tôi nói được tiếng Việt. Viết tiếng Việt là thoải mái, rất là hay. Nhưng mà phát âm tiếng Việt là khó. Đúng rồi, tiếng Đức thì Dedidas, xong rồi là các kiểu kết INN, các thứ, đúng rồi, rất là khó. Đúng là một trong... Khổ và khó, cả hai. Cả khổ cả khó. Không tiền bộ được, nếu anh học một năm, hai năm, ba năm, anh không tiền bộ, không có tiền bộ. Về ngữ pháp, về phát âm bằng tiếng Việt, không. Anh học 3 năm, anh không thể đặt món ăn được. Anh gặp một anh đi vào 202 Huế và một cửa hàng ăn, anh gặp một con gái trẻ phục vụ ở đây và con gái nói ồ mày muốn ăn gì, anh rất là thích cái nem rán và anh nói em ơi anh rất thích ăn nem, con phải trổ mắt và chắc giả. 2 năm anh học tiếng Việt cũng có thành công nào. Khổ, rất là khổ và khó. Đây là sự thật. Khi mà anh quyết định mà học tiếng Việt ấy, thì lúc đó thì cái điều gì là cái điều khó nhất? Bây giờ đang ở góc độ là người nước ngoài, tại vì cũng có rất là nhiều bạn. Phát âm là khó nhất, khủng khiếp. Và em phải biết, anh có may mắn, anh có mặt em trai Nui là người Việt Nam, bố mẹ nhận nuôi một con trai Việt Nam tên là Khoa. Và anh đi sang năm 90, anh đi đến Hà Nội cùng anh trai nuôi, em trai nuôi Khoa. Và Khoa đã nói mày phải bắt đầu học tiếng Việt một thời gian là người nước ngoài, một thời gian người Việt Nam, chẳng hai thời gian, và anh phải Oli phải vào trường học ngữ quận cô dạy cả ba, quan trọng, cực kỳ quan trọng. Và anh không đi Sài Gòn đâu. Anh ở Hà Nội vì học tiếng Bắc. Xin lỗi. Tại sao là vậy? Tức là tiếng Bắc, tất cả mọi nhân dân Việt Nam sẽ hiểu, miền Trung sẽ hiểu, kể cả là người miền Trung không hiểu nhau. Nhưng mà miền Trung hiểu tiếng Bắc, miền Nam hiểu tiếng Bắc. Thì mình không phải, mình là người nước ngoài, mình phải học tiếng Bắc. Đúng. Thế thôi. Anh không muốn nói, anh không muốn ảnh hưởng về văn hóa và tiếng Nam sâu hay là tiếng Bắc sâu. No. Cái này là một lý do rất là logic và rất là thực dụng. Anh muốn em hiểu anh. Anh phải nói tiếng Bắc. Vì tiếng miền Trung không thể hiểu được tiếng Nam, khó hiểu. Có rất là nhiều người nước ngoài khi mà họ đến đây, họ chỉ có làm việc thôi. Thì như anh ở góc độ là cũng là một người nước ngoài thì khi mà người nước ngoài đến Việt Nam, họ phải làm gì để họ nhanh hiểu văn hóa, nhanh hiểu con người, nhanh hiểu được cái xã hội? Để học tiếng Việt càng nhanh càng tốt. Học tiếng Việt. Có một thời gian người Việt Nam giải thích tiếng Việt bằng tiếng Việt. Có một thời gian người nước ngoài giải tiếng Việt. Giải tiếng Việt. Đây là cực kỳ quan trọng. Và tốt, mình đi trường đại học vì mình socialize, mình có bạn hay 30 bạn hay mình học với nhau. Lúc đó mình có thể phát triển học tiếng Việt nhanh nhất. Vì hiện nay, vì sao em hỏi thì bây giờ nó rất là có cái xu hướng là khi mà người Đức đến đây thì họ sẽ có một cái xu hướng là hay thích chơi với cả cộng đồng Đức. Người Hàn Quốc thì chơi với cộng đồng Hàn Quốc thì... Đấy là không tốt. Anh có bạn Đức, ok. Anh có bạn GBA, ok. Nên mà anh không tìm bạn GBA. Nên anh tìm bạn Việt Nam. Vì nếu anh có bạn Việt Nam, anh có thể học tiếng Việt. Trước khi chúng ta kết thúc thì đa số mọi người theo dõi chương trình hoặc là những người theo dõi Vietcetera là những cái bạn trẻ. Các bạn có thể là vừa mới ra trường hoặc là đang chuẩn bị ra trường. Thì ở góc độ của anh thì anh sẽ có những cái tư vấn gì hay là cái thông điệp nào cho các bạn? Khi mà bạn ra trường,
bạn phải biết câu hỏi của bạn trong tương lai ở đâu. Anh có nhiều bạn học luận trẻ vì anh là giáo sư ở trường ngoại thương, và họ nói tao muốn đi Đức, tao muốn đi Mỹ, tao muốn đi Đức, tao muốn đi Mỹ. Anh nói Mai ơi, tương lai của mày không phải ở Đức, không phải ở Mỹ, tương lai của mày ở đây, ở đây, vì Việt Nam sẽ phát triển, kinh tế sẽ phát triển. Ở đây anh có cơ hội để thăng lên được và làm ăn được tốt. Ở Mỹ cạnh tranh kinh khủng. Ở Đức anh phải học tiếng Đức. Nè, anh cần 3 năm, 4 năm để mà học tiếng Đức. Tiếng Đức cực kỳ khó với người Pháp. Đúng rồi. Em biết. Cho nên chả có ý nghĩa gì nếu anh muốn đi Đức hay là anh muốn đi Mỹ. Đừng hiểu nhầm, anh có thể đi du lịch, ok, 3 tuần, 4 tuần thoải mái. Nhưng mà xin bạn quay lại đến Việt Nam, giúp cho Việt Nam phát triển. Đây là cơ hội của bạn và đây là tương lai của bạn. Cảm ơn anh Oliver. Mặc dù cái lịch của anh rất là kín, nhưng mà anh đã dành thời gian để đến đây chia sẻ. Và cũng là một khách đầu tiên của em là người nước ngoài, nhưng mà nói cả một cái chương trình là nói bằng tiếng Việt. Em Miro, anh rất là vui. Em phỏng vấn anh và anh rất là vui. Anh có thể giải thích được bằng tiếng Việt, nói chuyện bằng tiếng Việt. Và anh rất là mong muốn mình có thể gặp thường lại. Và nếu em có câu hỏi, mình phát triển hay là gì, anh sẽ trả lời tất cả. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn anh Oliver. Cảm ơn em.